Chị cho em hỏi xíu, cái cuộc nói chuyện này có được phép ghi âm không chị? Dạ được. Dạ, rồi chị nói được rồi, em sẽ ghi âm, em đăng tải lên mạng xã hội nhé. Dạ rồi. Dạ ok. Dạ dạ thì em chào anh cũng như chào tất cả mọi người hữu duyên được nghe những cái lời chia sẻ thật lòng của một người Phật tử tại gia. Dạ. Thì ở bên Việt Nam là cháu của em vừa xem xong cái clip về bé Tường Lam được mấy sư thầy ở chùa Hoằng Pháp đến đón để đi đến chùa lần thứ hai, đây là lần thứ hai để mà dự khóa tu của những đứa trẻ. Thì cháu của em mới điện qua hỏi em, tại vì em là một người tu hành cho nên mới hỏi là tại sao con không được mấy thầy đón như vậy khi mà con và những anh ở xóm đi dự những khóa tu mùa hè ở chùa giống như là chị Tường Lam. Thì lúc này cái câu nói này nó chạm đến cái trái tim của em. Tại vì là một người tu hành á, một thời gian qua thật sự em cũng không có gọi là phóng tâm ra ngoài á, mình quay về mình tu trong tâm mình thôi. Nhưng mà cái này nó nói lên một điều là vì chánh pháp, cho nên là em điện thoại cho anh cũng như thông qua anh mà để chia sẻ đến những người làm cha làm mẹ mà có con cháu mình mà mình gửi đến chùa để mong học được cái đạo, học được thứ nhất đạo làm người, cái thứ hai là cái chánh pháp. Tuy nhiên mình phải thấy một điều là khi mà người thầy dạy mình á, mà họ cái đạo đức họ như thế nào, cái việc tu hành của họ thế nào, thì con mình nó cũng sẽ học theo như thế đó. Và chứng tỏ là mấy năm nay là chùa tổ chức rất nhiều khóa tu từ trẻ em cho đến sinh viên, thì chưa thấy lần nào mà có các thầy đến tận nhà để đón rước cả mẹ cả con đến chùa như vậy. Thì điều này nó đặt cái dấu chấm hỏi, giống như đứa cháu bên Việt Nam điện qua hỏi là tại sao lại chị Tường Lam lại được đón rước như vậy. Chúng có sự ưu ái đó, chúng có sự ưu ái trong vấn đề này. Thứ nhất là theo cái nhìn của riêng của cá nhân tôi thôi, là thứ nhất là có thể là do bé đang là một người nổi tiếng, đang được nổi tiếng. Có thể thứ hai là vì các thầy xem bé như là một vị gì đó, như bé nói đó là vị Bồ Tát, vị gì đó gì đó. Thế cho nên mấy thầy mới đến tận nơi mà đón rước một cách nồng hậu cả mẹ cả con, đúng không? Còn những em đứa trẻ khác, bao gồm cả cháu tôi cũng giống như là con cháu của tất cả quý vị đang nghe đây, nếu mà đã đến chùa dự khóa tu cho trẻ em thì các em các cháu là không được thầy xem trọng bình đẳng. Đạo Phật là cái đạo bình đẳng, đặc biệt là các vị mà đại diện cho tôn giáo Phật giáo là phải đối xử với chúng sanh một cách bình đẳng. Tất cả chúng ta ai cũng có cái Phật tánh như nhau hết, đó là lời của Đức Phật đã nói. Thì dù cho một đứa bé nó có căn tu, thì tất cả những đứa trẻ mà thay vì nó ở nhà nó chơi game nó này thế kia, nó đến chùa nó tu, thì nó cũng là có căn tu như nhau hết, không ai đứa nào hơn đứa nào. Nếu trong cái nhìn của chánh pháp thì không có ai hơn ai hết. Cho nên là tôi muốn chia sẻ là tôi muốn hỏi những vị nào mà làm ông làm bà làm cha mình mẹ, đưa con mình đến một nơi mà những người là thầy là cô, nói chung là nói trong đạo thì gọi là sư thầy sư cô, nhưng nếu nói ngoài đời là thầy là cô, mà họ đối xử không bình đẳng như con như cháu mình, đúng không? Họ đi tung hô một đứa bé lên để mà chỉ vì một cái mục đích cá nhân nào đó, tại vì chánh pháp các vị minh sư sẽ không bao giờ làm những cái điều đó. Chính xác vậy. Có thể đến chùa cầu đạo thì các ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe và để chúng ta thực hành trong đời sống, chứ không có vị nào mà đến nhà mà đón rước như vậy cả, trừ khi cái vị mà đó đón rước phải hơn các ngài đó, thì mấy các ngài đó mới tới mà còn một cách trịnh trọng mà đón và mời từng bước chân đi như vậy. Thì cái điều này nó có gì đó sai lệch với cái chánh pháp, bởi vì chánh pháp không phải là như vậy. Bởi vì trong cái chánh pháp, theo cái sự tu hành của tôi cũng như những cái đồng đạo của tôi bên này á, thì cái đạo Phật là không còn phá đi cái bản ngã. Vị nào mà đã vào được cái quả vị thánh đầu tiên là phải phá đi cái tôi, cái bản ngã của mình. Mà một người còn xưng tôi là cái này, tôi là sư cô, tôi là Bồ Tát, tôi là sẽ trở thành gì đó, thì vẫn là cái tôi. Mà là cái tôi thì chứng tỏ người này vẫn còn là một vị cái phàm phu. Cho dù vị đó là như thế nào, tu hành bao lâu, một đứa trẻ hay một người lớn không cần biết. Từ xưa đến giờ chưa có một vị hòa thượng, thậm chí các vị đắc đạo sư thế giới chưa bao giờ xưng tôi là cái gì cả. Cho nên là tôi mong rằng là những vị mà đang tu tại gia cũng vậy, nếu như mình gửi con mình đi đến một căn chùa với cái niềm tin vào chánh pháp, với cái niềm tin rằng các sư thầy đầy đủ đức đạo và đạo hạnh, với cái tâm bình đẳng từ bi yêu thương chúng sanh để dạy dỗ con cháu mình, mà mình xem là những cái hành động mấy ngày qua của các thầy, cái nơi tại đặc biệt là tại ngôi chùa Hoằng Pháp này, nó có đúng với cái chánh pháp đó hay không, con mình đến đó sẽ được đối xử không công bằng,
hay là gọi là chữ là không bình đẳng trong tôn giáo. Thứ nhất, cái thứ hai, mình tới đó mình học gì? Một đứa bé, nếu mà nói về căn tu thì thực sự ra nếu mà vào chùa đó thì cũng có một số trẻ rất là thông minh. À, nó có thể đọc được chú, và bé này thì thật sự không có đọc một bài kinh nào, chỉ ngoài ba bài chú tiếng Phạn thôi. Và trong đó có đọc sai nữa, nhưng điều này không liên quan đến bé, tại vì bé là một đứa trẻ nghi thơ. Tôi cũng là một người mẹ, tâm lý một người mẹ là khi con, tôi bảo ví dụ như những người cha người mẹ mà hung dữ mà nói con là bắt con phải làm cái này cái kia, đứa trẻ nó không dám cãi lại. Tại vì nó sợ, thứ nhất sợ cha mẹ là la rầy, hoặc là sợ đánh đòn, hoặc là sợ cha mẹ lấy đi những cái gì mình yêu thích, chẳng hạn như cái điện thoại, chẳng hạn như cái iPad của nó, cho nên nó bắt buộc nó phải nghe lời của mình là làm cha làm mẹ, đúng không? Chứ một đứa trẻ nó không thể nào mà nó nói ra những cái ngôn ngữ, những từ ngữ nào của một cái người trưởng thành đã trải nghiệm cuộc sống cơm áo gạo tiền khổ cực mới nói ra những cái lời che nắng che mưa, nói lên những cái lời như thế. Thứ nhất, cái thứ hai, trong chánh pháp sẽ không bao giờ có cái vụ mà thần tài thủ địa, như anh phân tích rất là chính xác luôn, không có vụ mà thần tài thủ địa, không có vụ mà vong ma ở trong này mà thấy vong cõi âm cõi dương. Nếu như một người tự xưng tự cho mình là Phật là Bồ Tát thì sẽ không bao giờ cúi đầu trước vong linh mà, đúng không? Nếu mà một người mà họ độ được cho chúng sanh thì Phật Bổn Sư Thích Ca, ngài Phật Tổ đã độ hết cho chúng sanh rồi. Mà không được, ngài kể cả ngài Phật Tổ còn không độ được cho cả nước Ấn Độ thì lấy gì một ai đó. Đạo Phật là cái đạo rất trí tuệ và từ bi, từ bi phải có trí tuệ. Khi mà mình muốn giúp một ai đó, trước tiên mình cái tâm mình phải sáng, mình giống như là mình muốn làm chia sẻ cho ai thì tất nhiên mình phải có cơm mình ăn trước mình mới giúp cho người khác được chứ, mình đói làm sao mình giúp được cho ai. Thì tu hành cũng vậy, không ai giúp được ai, chỉ có thể là chia sẻ cái chánh pháp cho nhau để cùng nhau tu tập và tiến hóa mà thôi. Cho nên không có ai độ được ai hết, sự thật là như vậy. Bao nhiêu năm nay thiên tai hạn hán lũ lụt Covid không thấy vị thần vị thánh nào xuất hiện cả, còn những người mà họ tự xưng là ông này bà nọ thì những người đó cũng chỉ là cái miệng tự xưng, tự xưng thì còn cái tôi cái bản ngã rất lớn, thì những vị này cũng chẳng qua cũng chỉ là những người phàm phu. Đây là cái chánh pháp trong Phật giáo. Nếu như những ai mà đang đi trong cái chánh pháp thì sẽ hiểu được những cái lời tôi nói, còn những người nào chưa đi thì mong rằng quý vị hãy suy nghĩ lại những cái lời tôi vừa chia sẻ. Mình có đem con đem cháu mình để giao cho những cái người mà họ còn quan trọng về cái vấn đề mà nổi trên mạng YouTube. Cái đó thật sự cái người tu hành, thứ nhất là họ không có đủ chạy để tính cái đó. Các bậc minh sư sẽ không bao giờ làm cái đó. Họ có thể mượn YouTube làm cái phương tiện để chia sẻ chánh pháp cho chúng sanh, nhưng họ sẽ không đến một cái nhà của một bất cứ một đệ tử, một nhất là một đứa trẻ, để mà đón rước như một vị thánh như vậy được. Không bao giờ có. Tại vì cái đạo Phật là cái đạo vô ngã, cái đạo từ bi. Mà từ bi chỗ nào? Khi mình còn cái tâm phân biệt giữa một đứa trẻ và cả hàng ngàn đứa trẻ. Những sinh viên hàng năm từng đi vào những cái khóa tu ở chùa tổ chức, ngay cả cháu tôi cũng là người đã từng vào chùa đó để tu, trong cái khóa tu mùa hè năm vừa rồi. Cho nên tôi muốn chia sẻ thứ nhất. Cái thứ hai là về cái vấn đề làm từ thiện. Thiện là do tâm, từ thiện là cái từ tâm của mình. Mình chia sẻ ra cho ba tánh chúng sanh. Trong này không có phân biệt, bất cứ là dù cho 1 ký gạo, 1.000 ký gạo. Nhưng khi quý vị làm từ thiện theo cái phong trào, quý vị làm, ví dụ có nhiều cái video bên kênh Đọc Lạ Bình Dương đưa lên đó, là tại sao là phải làm từ thiện, phải chạy bao nhiêu km để đến đó để từ thiện cái chỗ đó, để được ghi âm ghi hình, để làm cái gì, trong khi xóm làng nào cũng có người nghèo người khổ hết. Và không phải chỉ là 1.000 ký gạo, nếu 1.000 ký gạo mà đổi được 5 cái tuổi thọ như bé Tường Lam nói thì như vậy thì Phật tổ thua bé Tường Lam, đúng không? Tại Phật tổ cũng chỉ có 80 năm có xác phàm, có 80 năm trên trần gian thôi. Tại sao Phật tổ còn không làm cái điều đó, mà tại sao một đứa nhỏ nó có thể làm hơn Phật tổ như vậy? Thì những người mà họ theo đạo Phật, theo Phật tổ Bổn Sư Thích Ca, các vị này là đi sai đường hết. Nếu mà chạy đua theo cái phong trào như thế này là sai đường hết. Tôi không có gọi là phỉ báng bất cứ ai, tôi cũng không có nói gì về bé, tại vì tôi nói là một đứa trẻ nghe thôi, giống như con cháu của tôi ở nhà thôi. Mẹ nói gì nghe đó, ông bà nói gì nghe đó. Dù đúng dù sai, nó bây giờ nó chưa có tiếng nói riêng của nó, chưa có cái suy nghĩ, cái chánh tư duy, cái chánh kiến riêng của nó. Ví dụ như bé đó, bé thích chơi điện thoại nhiều, như anh đưa mấy cái clip lên đó, bé ghiền chơi game, thì giờ mẹ nói bây giờ con không nói cái điều đó thì mẹ sẽ không cho chơi game. Bản thân tôi đi bên này tôi cũng làm y chang như con cháu tôi, tại nó đưa cái iPad cho nó thôi, giờ anh biểu nó nằm, nó lăn, nó lóc cỡ nào nó cũng làm được hết. Thì cái đó là cái riêng của bé thôi, gia đình riêng, có chuyện riêng gia đình. Nhưng tôi đang muốn nói đây là đến hàng trăm, hàng ngàn, biết mấy trăm ngàn đứa trẻ đến cái căn chùa mà có tiếng tâm trong Phật giáo Việt Nam.
Nên tôi mong rằng, hy vọng rằng là cái lời nói nhỏ bé của tôi, nó có thể nó chỉ là một, có thể là một ngọn đèn thì không thể soi sáng được cái khu rừng tối tăm. Nhưng nếu mỗi vị Phật tử, nếu quý vị hiểu tu là cái gì, tu là phải quay về chỉnh sửa chính mình. Mà nếu quý vị chỉnh sửa sống thiện, sống lành, sống đúng chánh kiến tư duy, thì chính quý vị là minh sư cho con cháu mình. Quý vị không cần dựng chỉ dựng đưa nó đến cái chùa nào hết. Tại thời nay là thật thật giả giả mình không biết. Nếu mình có phước mình đến đúng cái chùa gặp vị minh sư mà dạy dỗ, thì tất nhiên con đường đi đến cái sự giải thoát giác ngộ của mình nó có cơ hội hơn. Nhưng đa phần nếu mà mình không có phương có phước mà mình đến những cái chùa, như chẳng hạn những cái chùa hàng pháp hiện tại ngay bây giờ, tôi không biết những lúc trước những vị nào ra sao, nhưng hiện tại bây giờ đi theo cái phong trào YouTube kiếm tiền câu view, đưa một đứa trẻ lên đứng trước hàng ngàn người như vậy, mà đứa trẻ này nó chưa có thể hiện một cái gì ra gọi là cái gì cả, mà chính cái bản ngã của cả gia đình là tôi là, khi mà tôi là Phật, tôi là Bồ Tát, tôi là Ni Cô, cũng chỉ là cái tôi phàm phu. Đây là chánh pháp của Phật giáo. Cho nên là tôi mong rằng là cái sự chia sẻ nhỏ bé của tôi này có thể là lan tỏa đến những ai mà là những người Phật tử. Chúng ta không cần thật sự là vị minh sư của quý vị chính là cái Phật tánh trong tâm của mỗi chúng ta. Và cái lòng từ bi nó xuất phát dù là một hạt gạo, dù là một cái lời nói yêu thương, dù là cái sự đối xử bình đẳng với con, với cháu trong gia đình, với làng, với xóm. Đó chính là từ bi, chứ không phải là đi lên đưa 1.000 ký gạo để được 5 tuổi thọ. Nếu mà làm được như vậy, thứ nhất là ai chứng minh được điều đó? Cái thứ hai là gì? Nếu làm như vậy thì những người này họ giỏi hơn cái người nào mà ra cái quân lệnh đó là giỏi hơn Phật tổ. Tại Phật tổ cũng chỉ có 80 năm tại thế thôi. Và những vị thánh A-la-hán cũng mỗi vị cũng đều có một cái tuổi thọ cố định như vậy thôi, có vị còn chết sớm mà. Đúng không? Thì cái chỗ này là cái chỗ để cho nhiều người họ, nhiều là Phật Pháp, nói chung nói tới Phật tử, thật ra có rất nhiều người họ vẫn chưa có hiểu đạo nên họ đi học Pháp. Nhưng mà học đúng thầy thì nó mới, giống như mình đi bác sĩ mà đúng thầy, đúng bác sĩ thì mới bớt bệnh. Còn đi sai, sai thầy thì bệnh càng nặng thêm. Thì mình đi tu cũng vậy thôi. Nên là mong rằng là quý vị gặp được cái chánh pháp và hãy xem lại con cháu của mình có nên là đưa nó đến một nơi, một cái nơi mà họ tôn vinh lên một cái điều gì đó theo cái phong trào, theo cái danh tiếng, mà không có đối xử con cháu mình bình đẳng. Hỏi thử từ trước giờ tất cả quý vị Phật tử mà đưa con cháu mình tới chùa Hoằng Pháp để mà đi học cái khóa tu đó, thì hỏi rằng có ai đã được các thầy đến nhà đón rước tận nơi hay không? Nếu chưa có thì tại sao lại như vậy? Không lẽ con mình nó, cái Phật tánh trong con mình nó thua cái Phật tánh của một đứa trẻ khác hay sao? Chỉ có một bé đó duy nhất như vậy hay sao, đúng không? Vậy thì cái đạo từ bi, cái bảo bình đẳng, cái Phật tánh là cái bình đẳng tánh nó nằm ở đâu? Thì mong là cái câu hỏi này để quý vị tự trả lời cho chính mình. Cảm ơn anh Lan Hăng Sài Gòn đã cho tôi cơ hội để nói lên tiếng nói của mình, cũng như là kính chúc tất cả quý vị sớm thức tỉnh trở lại và đi đúng con đường chánh pháp và mở rộng cái tâm từ bi yêu thương tất cả mọi người, không chỉ riêng gì một cái người nào đó, mà yêu thương tất cả đồng bào dân tộc và nhân loại luôn. Dạ, cảm ơn anh Lăng Thanh Sài Gòn ạ. Dạ, thì em cũng xin thay mặt tất cả các bà con Phật tử cũng cảm ơn chị có một ý kiến rất tuyệt vời. Thì ngoài ra cái vấn đề đó thì chị suy nghĩ như thế nào? Quan điểm của chị là đây có phải là một âm mưu để mà dùng cái là Phật pháp để mà trục lợi cá nhân hay không? Thì cái này em cũng muốn là có một ý kiến công tâm của chị nhìn trong cái khía cạnh này như thế nào ạ? Riêng bản thân một người tu, mà một người tu hành đi đúng đúng đường á, thì theo cái chánh pháp thì thật sự ra cái chuyện mà thế gian mà gọi là lừa đảo lọc lừa thật giả thì cái chuyện đó chúng tôi không có dính tới. Yeah. Nhưng mà nếu như mà một người nào đó mà họ đi tạo ra một cái scandal hay cái gì đó để mà lừa gạt báo tánh chúng sanh, thì cái này nếu mà những người có chánh kiến họ không lên tiếng để bảo vệ cái chánh pháp, bảo vệ chúng sanh đó, thì cái này trở thành một người vô tâm. Cho nên đó lý do tại sao tôi gọi cho anh ngày hôm nay. Thì á, thông qua những cái gì mà cháu tôi nó gửi qua, tại thật sự bên này tôi không có quan tâm gì đến mạng xã hội, nhưng mà tại vì nó dính đến cái vấn đề Phật pháp và con cháu tôi bên Việt Nam nó vẫn đang tu, cho nên là nó mới hỏi cái vấn đề này. Tại vấn đề này nó lan rộng đến thế giới rồi, bên Mỹ nó cũng tràn lan bên này hết rồi. Cho nên là con cháu tôi hỏi thì xem, nếu mà người mà có chánh pháp, mà người mà có cái trí tuệ nhìn vô là biết đây là một cái màn kịch, chứ không có Phật pháp nào mà ra mà đoán bùa đoán ngải, mà đoán âm đoán dương và thần tài thổ địa là không hề có. Tất cả này là cái vọng tưởng của con người tạo ra. Mà cho dù là từ cái đầu óc của một đứa trẻ, có thể đứa trẻ nó có thể nó sống trong nó nghĩa là nó hay chơi trong đầu trong óc nó có thể tưởng tượng cái này cái kia, thì cái đó là cái điều ngây thơ của đứa trẻ. Nhưng người lớn là người phải biết dạy dỗ cho nó.
chứ không phải là đem nó ra để mà đưa trước bàn dân thiên hạ mà nói con mình được cái này, con mình được cái kia, nổi bấy nhiêu thôi là mình thấy là có đủ cái từ bi hay chưa, có đúng cái trí tuệ của Phật giáo hay chưa. Bấy nhiêu là mọi người phải tự 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 hỏi tự mọi người phải tự hỏi cho chính mình. Chứ còn nếu mà tôi nói ra thì cũng không có được cái gì hết. Nhưng mà ý ở đây á là một người như vậy á, nếu mà thật sự trao truyền cái chánh pháp thì sẽ không có dẫn con đi rao rao. Tôi có coi một cái clip gì mà cháu tôi nó gửi qua, tại cháu tôi nó theo dõi sát sao cái vụ này. Cho nên nó gửi qua cho tôi, nó nói là tại sao là khi mà mẹ dẫn bé đi chỗ này chỗ kia mà bao nhiêu ông bà là hai tóc, nghĩa là tu niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà đi quỳ đi lại một đứa trẻ như vậy. Phật không có dạy chúng ta lạy bất cứ ai, chỉ là cái hình thức tôn giáo đặt ra để mà đánh đi cái bản ngã của con người, chứ không phải để lạy một cái tượng hay bất cứ ai cả. Tại vì tất cả chúng ta đều là Phật tương lai, mà Đức Phật khẳng định như vậy mà. Tất cả đều bình đẳng hết, dù là một đứa trẻ hay một cụ già, dù là một, ngay cả một người ăn cướp cũng có cái Phật tánh trong đó, tại vì họ chưa nhận ra thôi. Thì như vậy đó, thì còn cái vấn đề mà dẫn cháu dẫn con mình đi thế này, tại sao phải nói dối tuổi? Tôi cũng là mẹ mà tôi hiểu cái điều đó, không ai mà quên tuổi của con mình. Thứ nhất, cái thứ hai là cái cô đó cổ nói là cổ không gọi là cháu con của dạy cho cổ, nhưng mà mỗi lần bé nói cô đều nhắc bài trước, cô nhắc trước, tại vì tôi là người thuộc kinh chú tiếng Phạn rất là nhiều. Cho nên là khi nghe qua là tôi biết mẹ cháu nhắc vô một hai câu đầu của công tiếng Phạn là cháu sẽ đọc theo. Còn cái vấn đề cháu thuộc là rất là bình thường. Anh lên mạng anh đánh những đứa trẻ mà nó đọc tên kinh tiếng Phạn, chú tiếng Phạn rất là nhiều. Chứ không phải là trường hợp, đây là trường hợp duy nhất. Tại các cháu nó thông minh, nó thuộc và nó có căn tu, cho nên nó mới học cái chú Phật thay vì nó học một bài hát bình thường. Thì đó là chuyện rất là bình thường thôi, giống như cái người học vẽ, người thích học nhạc vậy thôi, chứ không có gì cả. Còn cái sự tu hành là nó trải qua cái sự nhiều năm nhiều tháng trải nghiệm đời, gọi là có nhiễm trần hay không. Hiện tại bây giờ bé thích điện thoại, bé thích ăn ngon, bé thích bánh tráng trộn, bé thích trà sữa, bé thích nhà lầu, thì cái này là cái thích bình thường của cái tôi phàm phu của con người, ai cũng thích như vậy hết. Mình tu là mình bỏ những cái đó để trở về với, gọi là đi vào cái sự thanh tịnh, đúng không? Thì bé là bé bình thường, nhưng mà cái người mẹ là cái người là tôn bé lên. Người mẹ cũng là người thích đủ thứ hết, còn nói con mình là thích nhà rồi thích không có không cần thế này thế kia. Thì gọi là bên Việt Nam bây giờ là có cái phong trào thích đủ thứ đó. Thì cái người mà thích đủ thứ như vậy có phải là một người để quý vị quỳ lại hay không? Đúng không? Có phải là cái người để chúng ta quỳ lại không? Tổn đức vô cùng. Tổn đức vô cùng. Cho nên là vì cái tình thương của đồng bào dân tộc Việt Nam, hoặc là nói về Phật giáo, nói riêng về cái tôn giáo mà tôi đang hành đây, thì tôi lên cái tiếng nói của tôi thông qua anh cũng cảm ơn anh đã mà phân tích ra như vậy cho mọi người hiểu. Thật ra chúng ta cũng không có phỉ báng một ai cả, tất cả mọi người đều có cái căn duyên nghiệp báo riêng, nhưng mà nếu mà nó ảnh hưởng đến rộng rãi như vậy thì chúng ta bất cứ những ai vẫn có thể lên tiếng nói để làm gì, để bảo vệ cho chánh pháp. Thứ nhất, thứ hai, để thể hiện cái tình thương. Đây là cái tình thương này quý vị, đây là từ bi này quý vị. Quý vị thấy một người ta đi hại cả một cái tôn giáo như vậy mà quý vị không lên tiếng là quý vị là người vô tâm. Còn cái người không nhiễm trần có nghĩa là mình không đụng chạm gì đến đời, hơn thua, tiền tài, danh vọng. Nhưng khi mình thấy một người nào đó họ đi sai đường, mà họ dẫn chúng sanh đi đến cái sự mê tín dị đoan để phỉ báng Phật Pháp. Ở đây tôi cũng mong rằng, tại vì nó liên quan đến cái chùa Hoằng Pháp, mấy sư trụ trì ở đó, mấy sư thầy ở đó, nên tôi cũng mong rằng cái lời nói của tôi hoặc là quý vị có thể cùng chung góp chung với nhau. Một ngọn nến không thể thắp sáng khu rừng tối đen, nhưng nhiều ngọn nến mồi cho nhau thì có thể thắp sáng cái khu rừng đó. Thì mong rằng Phật giáo, nghĩa là bên Phật giáo Việt Nam có cái tiếng nói để cho những người Phật tử, không chỉ Việt Nam mà những người Phật tử ở bên Mỹ này có sự tôn trọng cái tôn giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chứ không phải mà đi làm trò hề cho thiên hạ. Rồi người nước ngoài, những người Mỹ của tôi, những người họ vẫn đang tìm hiểu về đạo Phật, họ suy nghĩ như thế nào về đức cái tôn giáo ở bên Việt Nam. Đây là cái điều ảnh hưởng rất lớn, chứ không chỉ riêng là chỉ lên mạng mà la tha lê thê kiếm nhà đồng của Mạnh Thường Quân đâu, đâu anh lang thang Sài Gòn ạ. Nó rất là lớn, nó càng ngày nó càng bùng lên. Một que diêm thôi mà anh đốt bảy đốt bà là nó đốt cả một cái khu rừng, đốt cả cái đất nước, chứ không phải giỡn. Chính xác. Và cái danh dự của Phật giáo Việt Nam bây giờ nó như thế nào? Nếu như những người nào mà có chức có quyền trong giáo hội Phật giáo phải bảo vệ cái chánh pháp, phải lên tiếng để mà giải thích cái vấn đề này cho rất nhiều Phật tử đang hoang mang, thì đây là một cái điều mà nó trở thành quá bự rồi anh.
Thì cái này là mong rằng là những ai có cái bổn phận đó, cái bổn phận mà truyền pháp đến cho chúng sanh, cái bổn phận mà mang trên mình một cái lớp áo đại diện cái tôn giáo, có thể lên tiếng nói. Còn nếu quý vị không nói, không nghĩa là quý vị không dính nhiễm màu đời, mà quý vị là người vô tâm. Tôi xin nói vậy thôi. Cảm ơn anh cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, mà mong quý vị hãy hãy suy nghĩ lại những cái lời tôi vừa nói vừa rồi đó, đặc biệt là cái vấn đề mà con cháu quý vị vào chùa tu như vậy, chính quý vị là người minh sư, là người thầy dạy cho con mình. Nếu quý vị sống đúng đạo đức, sống yêu thương, sống chia sẻ, sống thiện lành, thì quý vị chính là cái vị thầy sáng nhất cho con mình. Còn ngoài đời nó thật ra một lớp áo không thể làm lên một người thầy tu, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều vị minh sư. Nhưng vị minh sư họ sẽ không lên mạng, họ lê la, họ đi đến tận nhà tận cửa, họ đón rước một đứa trẻ như vậy, mà tất cả hàng ngàn đứa trẻ khác tại sao họ không đi, là có một cái mục đích riêng nào đó, thì những người đó họ tự biết như vậy thôi. Dạ, một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn ý kiến của chị rất nhiều, vì tiếng nói của chị thì em nghĩ rằng sẽ thức tỉnh được rất nhiều bà con. Và thông qua cái clip này thì em cũng mong rằng cũng là chị cùng tất cả các bà con, nếu như ai mà tiếp cận clip này cũng nên mà chia sẻ, để cho tất cả mọi người chúng ta cùng nhau, để mà mỗi người cầm một ngọn đuốc để mà thắp sáng cả khu rừng như theo ý của chị nói. Và em cũng xin thay mặt tất cả các bà con, nhất là những bà con Phật tử, xin nghe chân thành cảm ơn ý kiến của chị rất nhiều. Chúc chị cùng gia đình chị sức khỏe chị nhé. Dạ, cảm ơn anh, cũng cảm ơn tất cả mọi người. Kính chúc tất cả là sớm quay về con đường Phật Pháp và từ bi yêu thương chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, em nghe chân thành cảm ơn ý kiến chị. Tạm biệt chị ha. Dạ. Yeah.